Rồi thì sẵn tiện mình giới thiệu, hiện tại thì còn cái lô cũng ẹt mà màu đen nhám nha các bạn, một trong những màu mà rất như chuộng hiện nay á, thì về đợt này cũng mới chip. Thì đầu tiên giới thiệu với quý anh chị và các bạn, đó là một con ẹt 50 là 28 nha các bạn. Con này là xe đăng ký 2018 nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái lô Exciter cũng như là Winner mới về. Thì đặc biệt hôm nay là cũng có Winner X này, có Rider này 29 này, rồi size chia cũng 29 luôn nha các bạn. Như đây con size chia này có hồ sơ sẵn này, quý chị và các bạn nào muốn mua thì mua về nhập thôi. Còn bây giờ mình sẽ lướt sơ qua một dòng cho quý anh chị và các bạn biết ha. Có lẽ là mình lướt qua Winner trước. Và ẹt thì rất là nhiều luôn, đừng phải nói nữa, đợt này là về rất là nhiều. Thì ở đây cũng có dịch vụ trả góp, quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì xem lại ở những video trước mình đã hướng dẫn với các bạn rồi. Như trước mắt các bạn đây là một cái con size chia 29, rất là đẹp luôn. Rồi thì bây giờ Winner đó, Winner thì nhiều, đủ các màu cho quý anh chị và các bạn lựa chọn ha, các đời luôn. Thì giá tầm 16 tới 29 triệu mới thôi, tùy theo con xe. Thì mình sẽ đi một vòng cho quý anh chị và các bạn xem. Thì quý anh chị và các bạn muốn mua con nào thì các bạn cứ liên hệ mà mua Ad và MS King về với số lượng khá lớn luôn. Ad thì có đủ màu luôn. Đợt này cũng có màu đen nhám là về một trong những cái màu mà gọi là bán chạy nhất hiện nay luôn á. Thì về lại 5-7 con gì đó. Và Rider, Rider thì có Rider FT nè, Rider Sanker nè. Thì các bạn nào muốn mua con nào thì các bạn cứ liên hệ đó. À, trước mắt các bạn là con Winner X này, con này mới đăng ký được 1 tháng thôi đó. Rồi tiếp theo là Ad 2010, giá xe không đó hả? Nó xe không đó, mình lướt sơ qua cho quý anh chị và các bạn ha. Tiếp tục xe bán rất là nhiều luôn đó, màu rất đẹp. Ví dụ như trước mặt các bạn đó là một con MS King này, con này đời 2018, màu đen nhìn rất là đẹp đó. Gần như là Ad thì có Ad mẫu mới rất là nhiều luôn. Ad mẫu mới này là có màu xanh CGB này, màu đỏ nha các bạn đó. Trước mặt các bạn là những cái mà con xe như con Ad này mẫu mới 29 và phiên bản Movita cực đẹp ha. Trả trên 30 lần thì còn có mấy triệu cũng cố được cả. Các bạn nhìn đi, thì lượng khách tới đây rất là đông luôn đó, anh chị nhìn đi, bán với số lượng rất là nhanh và lớn. Thì chứ không phải là chỉ quay câu like hay gì, mà theo như các bạn nghĩ là các bạn đang xem thì vui lòng chia sẻ video đó. Thì bây giờ mình sẽ báo giá từng chiếc cho quý anh chị và các bạn ha. Đó thì đầu tiên giới thiệu với quý anh chị và các bạn đó là chiếc MS King đời 2017 nha các bạn. Chiếc xe rất là 2018 hả? Quên ghi 2017, tháng 4 2018 á. Tháng 4 2018 nha các bạn. Thì rất là ken luôn nè, các bạn nhìn nè. Lốc máy nó này tròn trắng non luôn. Đây rút hồ sơ, đang rút hồ sơ luôn. Có sẵn hồ sơ. Có sẵn hồ sơ rồi. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua con này thì các bạn mua về và sang tên thôi. Như con này đi bao nhiêu ngàn chị? Con này chạy 5 ngàn đi em. 5 ngàn. Thì giá của nó chỉ là 39 triệu 2018 nha, 2018 nha các bạn. Đó, C218 MS King con đầu tiên. Rồi tiếp theo là cái con thứ hai, cũng là MS King, cũng đời 2018 luôn các bạn. Con này biển số đâu chị? Con này biển số 74 em. 74 Quảng Trị. Đó. Cái này rút hồ sơ được hết nha. Rút hồ sơ luôn. Thì 13 ngàn. Giá của nó là 37 triệu 800. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ qua cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525 các bạn. Và tiếp theo mình muốn giới thiệu với quý anh chị đó là một con Ad 29 mẫu mới.
Đó. Giá 38 triệu 5. Giá 38 triệu 500. Con này là biển số là 61. Con này chạy 11.000. 61 chạy 11.000 cho các bạn. Một con cũng là đời 29 mẫu mới luôn. À, một trong những cái màu mà rất là chuộng hiện nay đó là màu phiên bản màu CGB. Phiên bản Movita đó là 38 triệu 500, nó đi bao nhiêu ngàn chị? Cái này chạy hơn 5 ngàn đấy. Hơn 5 ngàn, biển số 94 à? 64. Đó. Con này đời 2018. Con này 2018 màu đỏ đen. 32 triệu 9 nha các bạn. Biển số là 68. Xe chạy 9 ngàn. 68, xe chạy 9 ngàn các bạn. Đó, các bạn nhìn đi, đông, rất là đông luôn. Đó, thì nhiều lúc mấy anh chị nói là tại sao mình không quay lúc mà anh em tới mua, chị quay xe không? Bởi vì thực ra nhiều lúc nó đông lắm, thì không có thời gian nhiều, thời gian mà để quay luôn á các bạn. Mình quay cho quý anh chị và các bạn thấy là cái lượng xe bán cũng như là lượng khách tới đây rất là nhiều luôn á. Con này biển số 94 Bạc Liêu. 94 Bạc Liêu. 38 triệu 8. Con này đợi nhiêu vậy? Cũng mẫu mới luôn. Đó, CGB. Chạy 8.000. Thì rất là đẹp. Giá là 38 triệu 800 nha các bạn. Thì ngân hàng ở đây hỗ trợ tối đa là chỉ có 25 triệu thôi. Thì khi mình mua những con xe này á, thì mình phần còn lại thì mình phải trả hết. Còn cái thủ tục như nào thì các bạn xem lại ở những cái video trước á. Trước mặt các bạn đó là một cái con cũng ẹt. Biển số 68 giá 28 triệu 500 đầu bao nhiêu chị? Cuối 2016 đó. 19.000 nha các bạn. Rồi, MS King màu 35 triệu 5, trắng đen 35 triệu 5, trắng đỏ. À, trắng đỏ. Giá là biển số 64 luôn hả chị? 94. À. Xe chạy 18.000. 18.000 nha các bạn. Rồi, MS King tiếp này, MS King màu này là một trong những cái màu rất là chuộng luôn. Thì MS King này thường là cũng như màu đen nhám, nó giống như ẹt rồi đó. Màu rất là chuộng. Con này đời nhiêu vậy? Con này đăng ký cuối 2017 em. Cuối 2017. 36 triệu 9. 36 triệu 900. Đó, rất là đẹp. Đi bao nhiêu ngàn chạy, đi? Chạy gần 11.000. Chạy gần 11.000 nha các bạn. Rồi, tiếp theo là một con ẹt Exciter màu trắng đỏ đen. Biển số 69 Cà Mau. Giá 30 triệu 3 nha. 30 triệu 3 đời 27 nha các bạn. Này 29 triệu 5, biển số 69. 29 triệu 5, biển số 69, màu cũng CGB. Con này MS King thì em ạ. Rồi, đây là con MS King. Đăng ký 2018. 2018. Biển số 64. Giá 36 triệu 7. Con này lên được mâm đôi nha các bạn. Xe còn bọc keo hết à? Bọc keo nguyên con. Máy móc này ngon này. Ở đây là máy bao zin nha các bạn. Xe chạy 8.000 nha. Chạy 8.000, giá của nó là 36 triệu 700. Rồi, trước mặt các bạn đó là một con Exciter. Wow, bán luôn rồi. Đấy, khách đặt cọc trả góp nhưng mà để người ta làm giấy tờ. Đang làm giấy tờ. Bán rồi các bạn, con này giá cũng bán chỉ là 28 triệu thôi. Rất là đẹp. Rồi, tiếp theo còn con ẹt màu cam đen. Đăng ký 2018. 2018. Giá 32 triệu. Giá 32 triệu nha các bạn. Con phiên bản đặc biệt này cũng bán rồi. Để mình giới thiệu luôn ẹt 2010 một càng. Đó, con này cũng riêng nguyên con. Thì này cũng có hồ sơ sẵn rồi, thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ. Con này giá của nó là 35 triệu 500. Rồi, tiếp theo là một con ẹt 2010 nữa, màu đỏ ha, xi zin. Con này biển số 61 thì em 61 giá 37 triệu 600. Đó. Còn con ẹt này hiện tại thì đang coi, mọi người đang coi con này. Biển số 64. Giá 31 triệu 9. 31 triệu 9 nha các bạn. Con này nó có trống trộn này cũng. Con này mới chạy 12.000. 12.000 thì mình test máy sơ cho quý anh chị và các bạn á. Đó, các bạn nhìn đi.
gì cực ken nha. Tét nổ thôi. Không nghe đâu có chính xác đâu. Dạ. Mình nhả hết ra thì đó. Tại vì chỉ bớt từ 300 cho tới 5 mà bớt em 500 ngàn. Đó thì xe đời thường á, giá thì niêm yết các bạn. Thì nhưng mà khi mà các bạn tới á, thì vẫn bớt dao động từ 3 tới 500 nha các bạn. Đó. Thì anh này anh đang mua chiếc này. Rồi, tiếp theo là một con MS King đời 2018. Màu rất là đẹp luôn và rất là nhiều người người chuộng nha các bạn. Đó. Con này thì hiện tại đang rút hồ sơ này. Đó. Con này là 16 ngàn. Đó, các bạn đi, chiếc MS King này khá đẹp. Đó, máy cho các bạn. Giá của nó, giá của con này là 38 triệu. Đăng ký 2018. Rồi, thì sẵn tiện mình giới thiệu hiện tại thì còn cái lô cũng ẹt mà màu đen nhám nha các bạn. Một trong những màu mà rất như chuộng hiện nay á, thì về đợt này cũng mới chip. Thì đầu tiên giới thiệu với quý anh chị và các bạn đó là một con đẹp, con này 50 là 28 nha các bạn. Con này là xe đăng ký 2018 nha. Con này nó là đen nhám thật sự, không phải xe lên nhám nha. Lên nhám để rồi con này thì giá của nó là 33.600 nha các bạn. Biển số 69 Cà Mau. Thì những con này là đen nhám chính của nó nha các bạn. Không phải lên không phải hay là gì cả. Những con này đầu zin của nó là đen nhám. Rồi tiếp. Bán hết rồi dạ. Thì bán nhanh lắm. Em nói là bán số lượng rất là nhanh chứ không ạ. Bán nhanh. Quay lên là em bán. Quay lên là bán à, chứ không phải là nhiều anh em cứ nghĩ là quay chơi gì hay gì bán nhiều suy đổi liên tục. Tại làm không có rảnh, nhưng rảnh đi thăm bán. Làm suốt có rảnh đâu mà. Rồi tiếp theo là một cái con ẹt đen nhám nữa này các bạn. Màu chuộng lắm. Những cái màu này mình nghĩ là lên là sẽ không còn xe đâu. Con này cũng đời 28 ở 27. Con này biển số 94 em. 94. Con này 94 mà giá của nó là 31.800. 31.800. Con đi bao nhiêu ngàn vậy? Mười sáu ngàn hả chị? Giá là 31.800 nha các bạn. Rồi tiếp theo là một cái con cũng màu đen nhám nữa nè. Đời 27. Con này biển số 93 Bình Phước. 93 Bình Phước. Giá 31.500. 31.500 con nó đi bao nhiêu ngàn chị? Này nó hết bình rồi. À hết bình rồi thôi thôi. Hết bình rồi. Đó. Thì hiện tại mình mới giới thiệu cho quý anh chị và các bạn là ba chiếc đen nhám. Thì anh quý anh chị nào mà muốn mua con nào thì các bạn tới liền ha. Bởi vì lượng xe thì bán đi rất là nhanh. Rồi tiếp theo là một cái con sử dụng tem trùm. Con này màu của nó là màu trắng đỏ mà. Trắng đỏ. Dán tem trùm nha. Biển số 69 luôn. 69. Rồi, thì cái con này tem trùm 27 thì giá 28.300 nha các bạn. Biển số 69 Cà Mau. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ. Rồi, có lẽ là mình kết thúc cái mà giới thiệu về cái dòng ẹt cũng như MS King tại đây thôi. Rồi sau đó mình giới thiệu thêm là Rider Sanker cũng như là Winner, Winner X, Rider Sanker và Sanker FE nha các bạn. Rồi, trước mặt các bạn là một cái con MS King đời 2018 là 38.900 nha các bạn. Con này biển số. Con này biển số trong kia nên chưa nhìn được nha các bạn. Con này biển
83 nha các bạn. Đó thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua con nào thì các bạn nhanh chóng liên hệ về cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964 711 525 để gặp anh Long ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu thêm cái dòng Winner, Rider, Sanchia. Và Rider thì có thể Rider Sanker và Rider FI á các bạn. Còn Winner thì đợt này cũng có Winner X, có gì mình chỉ giới thiệu kỹ cho quý chị và các bạn á.